đời sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta tổ chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta tổ chiến cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2175 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: Việt Nam là bị chỉ trích vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; linh mục Nguyễn Duy Tân bị bạo quyền Nghệ An cấm giảng đạo; gia đình mẹ nấm vẫn chưa được phép thăm nuôi; một phụ nữ người Mỹ gốc Việt bị Trung Cộng kết tội gián điệp; chuẩn tướng Lương Xuân Việt sẽ được quân đội Mỹ thăng cấp. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Người dân tự quyết, Lý Trần Công khẳng định người dân Việt Nam hiện nay hơn lúc nào hết đang bóc tách sự thật ra khỏi những điều dối trá mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng gieo vào đầu óc họ. Đây là thời khắc mà toàn dân Việt cùng hành động để giải độc tư tưởng, giải thoát bản thân và giải thể chế độ Cộng sản. Dưới chương trình là chương mục Thi ca yêu nước, tuần này viết về ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tiếng ca hòa tiếng súng. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Ngô Quốc Sĩ. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh Lee Taylor tại The Woodlands, Texas, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh bà Nguyễn Thị Minh Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Trong báo cáo thường niên mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ISF, chế độ Cộng sản Việt Nam lại bị xếp hàng đầu về tình trạng vi phạm quyền tự do ngôn luận và báo chí trong năm qua. Bảng xếp hạng của tổ chức này dựa trên tiêu chí về tự do báo chí được áp dụng từ năm 2002. Trong bảng xếp hạng 180 quốc gia của năm nay thì Việt Nam, Bắc Hàn và Trung Cộng là các nước đội sổ. Đặc biệt, Việt Nam bị xem là nhà tù lớn nhất của giới nhà báo lề dân. Ông Benjamin Ismail, trưởng chi nhánh ISF tại Á Châu, nhận định là một số chính phủ Á Châu đang bị lẫn lộn giữa luật lệ và luật rừng. Điển hình là các đạo luật về siết chặt quyền kiểm soát truyền thông, và khi bị thế giới lên án thì các chế độ này thường viện dẫn lý do là để bảo vệ an ninh trật tự xã hội và cáo buộc là thế giới đang can thiệp vào nội bộ của họ. Điều đáng chú ý là trong bảng xếp hạng này, Lào được xếp hạng 170, tức cao hơn 5 bậc so với Việt Nam là 175, kế đến là Trung Cộng ở hạng 176 và Bắc Hàn là 180. Bạo quyền tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh cho tòa giám mục phải cấm linh mục Nguyễn Duy Tân không được giảng đạo tại giáo xứ Phú Yên, thuộc huyện Quỳnh Lưu. Lệnh này được gửi đến giám mục Nguyễn Thái Hợp vào ngày hôm qua và do Phó Chủ tịch Nghệ An Lê Văn Đại ký tên bên dưới. Trong văn thư, Bạo quyền Nghệ An cáo buộc là linh mục Nguyễn Duy Tân đã khuyến khích các cuộc xuống đường tuần hành của giáo dân, làm mất trật tự xã hội trong thời gian qua. Ở phần cuối, văn thư yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, phải cấm linh mục Tân không được giảng lễ tại giáo xứ này. Tuy nhiên, linh mục Nam cho rằng lệnh cấm này là một điều hài hước. Lý do là các sinh hoạt của giáo hội là việc riêng của giáo phận, không liên quan gì đến nhà nước. Ngài chế giễu là việc cấm đoán này không khác gì việc cấm khách không được tới thăm viếng nhà người khác. Bà Nguyễn Tuyết Lan, thân mẫu của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết, cho đến hôm nay sau 6 tháng con bà bị bắt giam nhưng gia đình vẫn chưa được phép thăm nuôi, thậm chí không được gửi thuốc men vào tù để trị bệnh. Bà cho biết, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, bà có đến trại tù Khánh Hòa để gửi một số thức ăn và thuốc men cho mẹ nấm, nhưng cai tù không cho phép nhận thuốc men. Khi bà Lan lên tiếng chất vấn thì các cai tù trả lời là mẹ nấm nói tất cả những thứ gì gia đình gửi vào thì phải nhận được đầy đủ theo danh sách, nếu không mẹ nấm sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Điều này khiến gia đình suy đoán là các cai tù đã tịch thu một số thức ăn, tiền bạc và thuốc men gửi cho mẹ nấm. Bà Lan cho biết vào ngày 8 tháng 5 tới đây bà sẽ đến nhà tù một lần nữa vì ngày 7 tháng 5 là ngày hết hạn lệnh tạm giam.
Trong khi đó, chị Trịnh Kim Tiến, một đồng đội đấu tranh của mẹ Nấm, quan ngại là mẹ Nấm có thể đang mở cuộc tuyệt thực trong tù để phản đối hành vi vô luật pháp của Bảo Quyền Khánh Hòa. Bảo Quyền Trung Cộng vừa kết án một nữ thương gia người Mỹ gốc Việt về tội làm gián điệp, nhưng bà có thể được trục xuất về Mỹ thay vì thọ án tù. Người phụ nữ này là bà Sandy Van Gillis, một người Hoa ra đời tại Việt Nam trước khi di tản sang Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 1975 và sinh sống tại tiểu bang Texas. Bà Phan, 57 tuổi, bị tòa án Nam Ninh kết án 3 năm rưỡi tù về tội đánh cắp bí mật quốc gia sau khi bị bắt vào năm 2015 trong chuyến viếng thăm Hoa Lục để thảo luận công chuyện làm ăn. Luật sư bào chữa cho bà Phan cho biết là ông hy vọng bà sẽ bị trục xuất sớm thay vì phải ở tù thêm một năm nữa theo bản án nói trên. Hiện chính phủ Mỹ cũng nỗ lực thương thuyết về việc phóng thích bà Phan vì tin chắc rằng bà Phan vô tội. Trong số 32 sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ vừa được Tổng thống Donald Trump đề nghị Quốc hội thăng cấp thiếu tướng, trong đó có chuẩn tướng Lương Xuân Việt, hiện là tham mưu trưởng trong Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ. Là người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng sản, tướng Lương Xuân Việt được báo chí âu yếm gọi là người con của Việt Nam Cộng Hòa sau khi được thăng cấp chuẩn tướng vào tháng 8 năm 2014. Lý do vì ông Việt không những tự hào mình là quân nhân Mỹ mà còn là quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ nhì. Trong các cuộc phỏng vấn của báo chí Mỹ, tướng Việt luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân đối với các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Ông luôn tự hào là mình mang dòng máu Hưng Đạo Vương, Quang Trung, Ngô Quyền. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016, tướng Lương Xuân Việt cho biết có khoảng 12 quân nhân Mỹ gốc Việt đã tử trận trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Người quân nhân đầu tiên của lực lượng đặc biệt Mỹ bị tử trận tại Iraq cũng là một người gốc Việt. Người dân tự quyết. Từ đầu năm 2017 đến nay, tình trạng người dân nổi dậy chống trả giặc nội thù Việt Cộng đang diễn ra trên cả nước. Đơn giản chỉ vì người dân bị đảng dồn vào bước đường cùng. Tự do không miễn phí và cuộc cách mạng nào cũng phải có tổn thất, đó là điều tất yếu. Trong chuyên mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lý Trần Công với tựa đề Cách mạng toàn dân sẽ chôn vùi Cộng sản. Sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Với hệ thống Audio Now chỉ cần bấm số 1-712-832-7123, quý thính giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Báo The Inquisitor của Philippines dẫn thông tin từ nhóm hoạt động tình nguyện có tên Kalayan Atin Ito, tạm dịch tự do của chúng tôi, khẳng định các tàu Trung Cộng đã đổ hóa chất xuống vùng biển quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhằm mục đích tiêu diệt các rạn san hô và làm chết nguồn cá gần đảo, cắt đường mưu sinh của ngư dân, xua đuổi ngư dân ra khỏi vùng biển mà Trung Cộng muốn xâm chiếm. Tổ chức phi lợi nhuận này đã đăng lên trang Facebook của họ các hình ảnh cá chết trải dài trên bờ cát ven biển thuộc vùng biển này. Sự việc trên đây và thảm họa do tập đoàn Formosa gây ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, cho thấy bản chất tàn ác vô nhân tính của Trung Cộng và cả Việt Cộng từ xưa tới nay chẳng có gì thay đổi. Trong lúc người dân Việt Nam luôn hết sức cảnh giác với Trung Cộng, thì Cộng sản Việt Nam lại nhận giặc là cha, bán cả quốc gia, rước bọn tàu vào nhà để tàn sát dân ta. Suốt hơn 80 năm tồn tại, Cộng sản Việt Nam tỏ rõ bản năng thần phục ngoại bang, chấp nhận làm tên lính xung kích bằng cách hy sinh máu xương của đồng bào mình cho tham vọng bành trướng của hai đế quốc Nga Tàu. Hiện nay người dân đã và đang đặt câu hỏi là tại sao người Tàu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam? Phải chăng nước Việt Nam sắp được bàn giao và đang được từng bước Hán hóa? Câu trả lời thật sự không khó để tìm ra. Người dân kiểm chứng xem những nơi nào có dự án đầu tư của Trung Cộng như Bô Xít Tây Nguyên, nhà máy nhiệt điện, Formosa, đất rừng, bờ biển mà Việt Cộng cho Trung Cộng thuê, vân vân. Thì y như rằng, công nhân tàu hiện diện tại những nơi này lên đến hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn người. Do người tàu sinh sống và làm việc trên đất Việt đông đảo như vậy, nên Cộng sản Việt Nam phải tạo lập một nơi biệt lập với đầy đủ cơ sở hạ tầng, như đường xá, nhà cửa, trường học, bệnh viện, công viên, khu vui chơi giải trí, để phục vụ cả vợ con của những công nhân này. Đúng như lời bài hát Việt Nam tôi đâu của nhạc sĩ Việt Khang, giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Những khu tự trị của người Hoa trên đất Việt
công an Cộng sản Việt Nam hầu hết bị cấm lai vãng tới. Chưa lúc nào mà một chế độ tự cho mình cầm quyền tuyệt đối trên đất nước này như Cộng sản Việt Nam lại hèn nhát, nhục nhã, cúi đầu trước những công dân của nước lạ như lúc này. Bộ Chính trị và đặc biệt là bốn con cá mập của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là Trọng, Quang, Ngân, Phúc đang trở nên mặt dày hơn bao giờ hết để nhận những đồng đô la do Trung Cộng ban phát núp bóng những dự án đầu tư, gần đây nhất Việt Cộng rước Trung Cộng vào làm thủy điện để hủy diệt sông Hồng. Những ông bà này đã và đang bất chấp sự tồn vong của quốc gia, sự an nguy của nòi giống, họ đang băm nát và chia cắt đất nước này ra từng mảnh để bán cho giặc Tàu. Bốn kẻ tứ trụ triều đình vong bản này đang ra sức bưng tai, bịt mắt trước hàng triệu con dân Việt Nam đang đói khổ vì sự tuột dốc của nền kinh tế, đang yếu đuối bệnh tật, chết dần chết mòn vì thực phẩm độc hại môi trường sống, bị ô nhiễm. Cả triệu người dân đang kêu gào công lý, lẽ phải trong mảnh vườn, thửa ruộng, đất đai, nhà cửa bị chiếm đoạt cách bất công. Hàng triệu công nhân đang ngày đêm làm việc như những cỗ máy biết đi, bị bóc lột tinh vi vừa nhân phẩm vừa sức lực, và hàng trăm con người đang ngồi sau song sắt nhà tù chỉ vì họ dám nói lên sự thật, bởi lương tâm thôi thúc họ hành động vì sự tiến bộ của thể chế chính trị và xã hội. Những bộ não trên thượng tầng cai trị của Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn tê liệt, mất định hướng và đang trong giai đoạn chết não đồng loạt. Người dân hiện nay nhận thấy rất nhiều quan chức Cộng sản Việt Nam phát ngôn và hành xử ngây ngô, ngờ ngạch như những đứa trẻ, hoặc nói theo ngôn ngữ bình dân là bị ngáo đá tập thể theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy câu hỏi đặt ra là chế độ hiện nay có khả năng tự thoát hiểm để không bị sụp đổ? Câu trả lời là không, bởi chính đầu đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần gián tiếp nói đến sự sụp đổ của chế độ này cách công khai. Tuy ngân sách nhà nước trống rỗng, nợ công tăng cao, nhưng nhà riêng của các quan chức và dòng họ thì tiền chất cao như núi, tiền hồ thì ít nhưng tiền đô thì nhiều. Xung quanh đảng chỉ toàn một lũ nhân tai, nhân hại, bất tài vô tướng do đảng chiêu mộ. Nhân tài trí thức thì loại bỏ, lý lịch đỏ thì lên ngôi. Đây là thành quả của chính sách ngu dân để trị của đảng. Nhưng giờ thì chính nó đang quật ngã chế độ. Trong khi nhân loại đang tiến trên con đường dân chủ, pháp trị và đa nguyên, thì Cộng sản Việt Nam lại là thể chế chính trị nằm trong nhóm thiểu số quái thai, lập dị và bất hảo của thế giới đương đại. Với những lý do trên đây, chế độ Cộng sản Việt Nam đang bước dần đến chỗ diệt vong. Sự thật có thể bị che đậy bằng sự dối trá, nhưng cũng giống như sự thật, dối trá tự nó không thể mất đi mà không bị lật tẩy. Người dân Việt Nam hiện nay hơn lúc nào hết đang bóc tách sự thật ra khỏi những điều dối trá mà Đảng Cộng sản Việt Nam từng gieo vào đầu óc họ. Đây là thời khắc mà toàn dân Việt Nam cùng hành động để giải độc tư tưởng, giải thoát bản thân và giải thể Cộng sản. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9h30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ Kim cho một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Trần Thiện Thanh, tiếng ca hòa tiếng súng. Trần Thiện Thanh quê tại Phan Thiết, sống tại Sài Gòn, là một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng giai đoạn trước 1975. Ông còn là ca sĩ với tên Nhật Trường và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng của nhạc vàng, gồm Hùng Cường, Duy Khánh, Chế Linh và Nhật Trường. Đầu thập niên 1960, Nhật Trường lập ban tứ ca Nhật Trường gồm ông và ba nữ ca sĩ như Thủy, Vân Quỳnh và Diễm Chi. Năm 1970, ông đóng chung với Thanh Lan trong phim Trên Đỉnh Mùa Đông.
Năm 1993, ông di cư sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình ODP. Sau một thời gian sống tại Mỹ, ông kết hôn với nữ ca sĩ Mỹ Lan. Tại Hoa Kỳ, ông lập hãng đĩa riêng Nhật Trường Production và đồng thời cộng tác với các trung tâm Asia, trung tâm làng văn, May Production và Hoàng Mỹ Production. Là một nhạc sĩ và là một ca sĩ, Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã nắn nốt những nốt nhạc tình thật truyền cảm. Anh đã thắc mắc về tình yêu là gì, và tự trả lời là chẳng biết gì cả, chỉ biết nhớ thương, nhớ người, nhớ hoa, và nhớ miền quê cháy nắng. Biết làm sao mà hiểu được tình yêu, người đi vào yêu mà thương nhớ nhiều, yêu đóa hoa vàng bến vắng, yêu quê hương miền cháy nắng, ra đi mà quên cay đắng. Yêu quê hương cháy nắng, nhạc Trần Thiện Thanh rất đậm mùi thôn quê Việt Nam, với áo bà ba, với chiếc nón lá lướt nhẹ trên sông rạch Hậu Giang như một bài thơ. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lượt mong manh, nhớ chiếc xuồng xưa khẽ gọi người thương ơi, em vẫn đợi chờ. Yêu thôn làng sông nước với mái chèo nhẹ lướt, với tiếng hò đông đưa, Trần Thiện Thanh còn dành nhiều nốt nhạc đặc biệt cho tình lính, tình người em gái hậu phương, dành cho người chiến sĩ song pha nơi lửa đạn. Chính tình yêu thời chiến đó là nguồn an ủi lớn lao đối với người chiến sĩ cầm súng diệt thù. Nếu em không là người yêu của lính, ai sẽ nhớ em chịu dừng hành quân, ai sẽ nhắc tên em muôn nghìn lần, để thấy cánh sao gần, không đẹp bằng hộ mặt giai nhân. Bước quân hành là bước gian nan, leo đèo vượt suối, lên thác xuống gần. Nhưng người chiến sĩ không nản lòng, vẫn hiên ngang bước tới, bởi lẽ tâm hồn người chiến sĩ luôn luôn ấp ủ mộng lớn, đó là mộng mang lại thanh bình cho quê hương thân yêu. Rừng lá xanh xanh núi đồi trải quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành, nghe từ ngày thơ tiếng súng truyền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Hôm súng diệt giặc mà mơ về hòa bình, Trần Thiện Thanh còn ghi xiết bóng dáng giai nhân, để những một ngày trở về với vòng tay nồng ấm, với những ngón tay đang lại ngọt mềm. Nếu một mai khi hòa bình, anh sẽ dìu em qua lối xưa, cho từng ngón tay đang lại. Ái ân ngọt mềm, dù mưa qua vùng giá rét, trời xanh trong lòng đôi ta, mình yêu nhau như khi vừa mới biết nghe em. Có lúc Trần Thiện Thanh như thể xuất thần, tình yêu say đắm đã đưa anh vào ảo giác, thấy mình người điên và thấy người yêu mình là người say trong vườn tình ái. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Yêu rồi mơ, rồi điên vì tình. Nhưng Trần Thiện Thanh lại phải đối diện với thực tế lửa khói, tiếng súng bên tai làm anh tỉnh thức. Rồi anh phải chứng kiến thân người chiến sĩ gục ngã một cách tức tưởi trước mặt. Anh hốt hoảng la lên như người mất hồn. Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm, một bóng dù sáng trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào,
từng tiếng súng pháo đếm mâu, và tiếng súng hay nhạc chiêu hồn, đưa anh đi. Không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Tôi thấy mắt anh bên ngọn đèn vàng hát hiu niềm nhớ, trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân, giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh. Vâng, anh không chết đâu anh không chết đâu em, anh sẽ biến thành ngôi sao mới, rực sáng nền trời Đông Á, chiếu rạng sử xanh Việt Nam. Hỡi anh ở lại Trác Lý, anh hỡi anh giả từ vũ khí, vâng chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng. Anh không chết mà anh còn bay mãi như cánh chim Việt điểu, tung cánh ngang trời, làm dậy con tim Việt Nam kiêu hùng. Này anh, hỡi anh ở lại Trạc Ly. Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt. Anh là cánh dù tung gió, là chim bay cao, cao mãi. Là niềm hãnh diện của dân tộc Việt, linh hồn anh đạp gió xé mây bay vào cõi không gian vô tận. Anh đã mang về trời theo tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ phù đổng, anh đã mang về trời quê hương Việt Nam muôn năm. Cao bay lên cao đi anh, như trong kỷ niệm anh đạp gió xé mây trôi. Bay lên cao đi anh, xin linh hồn anh lên trời cao bay thật mau. Xin cho cao thêm, cho thêm lên cao lên. Cao có nguyện cầu cho tuổi trẻ sớm đi xa. Xin cho cao lên, cao lên. Hãy ngước nhìn không gian Việt Nam cao dịu vời. Nay Trần Thiền Thanh đã lìa xa chúng ta trong cõi trần, nhưng tiếng hát của anh còn mãi mãi văng vẳng bên tai như tiếng súng diệt thù. Và linh hồn anh đang bay cao giữa khung trời xanh bao la, mắt rưng rưng nhìn xuống dân Việt, đang ngậm ngùi tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn và Minh Nguyệt tạm biệt quý thính giả, xin hẹn gặp lại trong thi ca yêu nước lần tới. Việt Nam là một dân tộc bất hạnh, và một trong những giai đoạn lịch sử bất hạnh nhất là biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi phần bình luận của Ngô Quốc Sĩ với tựa đề Ý nghĩa ngày quốc hận 30 tháng 4 sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Năm nay, lần thứ 42, dân Việt trên toàn thế giới đang ngậm ngùi tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 như một ngày nhức nhối, đau thương tang tóc, dừng bước chân lưu vong. Hôm nay chúng ta hãy nhìn lại biến cố đau thương 42 năm trước và từ đó hướng về tương lai, quyết tâm viết lên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hẳn nhiên, lịch sử của một dân tộc luôn luôn có những nét hào hùng chói sáng, cũng như những vết đen tủi nhục khó rửa sạch. Nhớ những gì và quên những gì
đó vẫn là câu hỏi của mỗi dân tộc, phải tự lượng định trong ý nghĩa sử tính của dân tộc. Ôn Cố Tri Tân. Dân tộc Do Thái, sau 77 năm, từ năm 1940, vẫn tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị thảm sát trong lò sát sinh. Các nước đồng minh, sau 73 năm, từ năm 1944, hàng năm vẫn quy tụ về Normandy để tưởng nhớ ngày D-D. Với sự hy sinh của trên 10.000 chiến sĩ đồng minh, người Nhật Bản, sau 77 năm, vẫn cúi đầu thầm lặng thổn thức trước vong hồn của các nạn nhân chiến tranh tại Hiroshima và Nagasaki. Người Mỹ sau 16 năm vẫn thắp nến và tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân bị vùi lấp dưới đống tro tàn tại Nữ Ước. Còn Việt Nam, kể từ năm 1945 đến năm 1954, rồi năm 1954 đến năm 1975, và năm 1975 đến hôm nay, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã trào tuôn, bao nhiêu mộng mơ đã bị vùi dập, tạo nên một vết hằn lịch sử mà con cháu Rồng Tiên muôn đời không quên. 30 tháng 4, nỗi nhớ còn nguyên trong tim óc dân Việt như một vết máu đỏ tươi. Làm sao quên được, bao chiến sĩ uất nghẹn buông súng đầu hàng theo lệnh cấp trên khi tinh thần chiến đấu còn ngút ngàn và ý chí sắt đá sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa. Hành động tuẫn tiết của năm vị tướng Hưng, Nam, Hai, Phú, Vĩ chẳng phải là một vết máu còn tươi trong chiến sử dân tộc đó sao? Làm sao quên được, cả nửa triệu người phải vùi thân dưới lòng biển sâu, những cô gái đôi mươi nhắm mắt tức tưởi trong tay hải tặc, những trẻ sơ sinh khát sữa nhắm mắt trên cánh tay mẹ đã kiệt sức. Và phải nhớ, nhớ bao nhiêu tinh hoa đất Việt phải bỏ xác trong những trại tù lao động khổ sai, trong rừng sâu, được mệnh danh là trại cải tạo. Bao nhiêu dân lành vùi thân nơi những vùng kinh tế mới hoang vu cằn cỗi. Bao nhiêu trẻ thơ lây lất trên vỉa hè van xin chút tình người thương hại. Và phải nhớ, nhớ cái chết oan nghiệt của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Nguyễn Kim Điền bị Cộng sản đầu độc. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt bị Cộng sản áp lực bãi chức. Hòa thượng không tánh, nhỏ lệ trên đống gạch vụn chùa Liên Trì, bị Cộng sản san bằng. Đức Huỳnh Phú Sổ bị Cộng sản thủ tiêu. Và phải nhớ, nhớ tiếng nói dân chủ đang bị bóp chết, tự do tôn giáo đang bị chà đạp, nhân quyền đang bị vùi dập, lòng yêu nước chân chính đang bị trấn áp. Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, Cấn Thị Thêu và bao nhiêu tinh hoa đất nước đang mòn mỏi sau then cài ngục thất. Còn phải nhớ, những bà mẹ già còm cõi đang sống lây lấp tại công viên vỉa hè như những dân oan vì bị Cộng sản cướp đoạt nhà cửa, đất đai và tài sản và quyền sống. Và còn phải nhớ, nhớ những nỗi nhục nhã trong cuộc sống lưu vong nơi đất khách quê người của 3 triệu người Việt tị nạn khắp 4 phương trời. Người Do Thái, sau bao năm lang thang, nay đã trở về lập quốc xây dựng cơ đồ. Còn dân Việt vẫn mãi lang thang nơi xứ người, hay bị đày đọa trên chính quê hương mình đến bao giờ? Không thể quên, và phải nhớ, nhớ thật rõ những oan khiên của đất nước và dân tộc. Phải nhớ, để học thuộc bài học của lịch sử, bài học của Tổng thống Nga Yeltsin. Cộng sản không thể thay đổi, mà chỉ có thể thay thế. Hay của Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư, Dizilas. 20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có con tim, nhưng 40 tuổi mà chưa từ bỏ Cộng sản là không có đầu óc. Với dân Việt, bài học của tháng Tư đen, của đêm tối 30 tháng 4 là vết chém còn rớm máu trên 90 triệu dân Việt tại quê nhà và 3 triệu dân Việt tại hải ngoại. Từ niềm đau 30 tháng 4, từ vết chém chưa thể thành vết sẹo, dân Việt
quyết đứng lên làm lại lịch sử, rửa sạch nỗi nhục của tháng Tư đen. Lịch sử Việt Nam lại được chiếu sáng với tinh thần phù đổng của tuổi trẻ, tinh thần diên hồng của toàn dân, ghi khắc lời dạy của tiền nhân. Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Chúng ta nhất định thắng. Tập đoàn Cộng sản ác với dân, hèn với giặc phải đền tội. Chính nghĩa quốc gia ngày mai lại sáng ngời như minh châu trời đông. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đến Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Minh Thúy, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi vietac.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.